Tàu đã đưa chúng ta đến thăm đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cán bộ chiến sĩ xã đảo Sinh Tồn thân yêu. Sinh Tồn đúng như trời đất sinh ra và trường tồn vĩnh cửu với thời gian đang sừng sững trước mắt chúng ta như một bức thành đồng trong hệ thống phòng thủ đảo giữa Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xã đảo Sinh Tồn cách bán đảo Cam Ranh 315 hải lý, nằm ở 9 độ 53 phút 12 giây độ Vĩ Bắc, 114 độ 19 phút 42 giây độ Kinh Đông, cách đảo Sinh Tồn Đông 15 hải lý về phía Tây. Đảo chạy dài theo hướng Đông Tây, có chiều dài khoảng 600 mét, rộng gần 200 mét và nằm trên bãi san hô ngập nước, có diện tích hơn 12 hectare. Độ cao trung bình của đảo so với mực nước biển lúc thấp nhất từ 2,5 đến 3 mét. Trên đảo không có giếng nước ngọt nhưng trồng được cây xanh. Cách đây một năm chúng tôi đã có kế hoạch đến đảo Sinh Tồn. Và dịch Covid đã cướp mất cơ hội. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm. Trong nhóm đoàn đi Trường Sa hôm nay, chúng tôi vẫn có thầy Nguyễn Xuân Tuế, một lão sư chiến đấu kiên cường. Cái này thì có một tay, có một bộ camera tuyệt đẹp thể hiện đảo Sinh Tồn, như đã nói, thể hiện nơi đầu sóng ngọn gió, nơi khó khăn cực khổ, nơi gian nan, và người ta vẫn tồn tại. Đặc biệt là người Việt Nam đã tồn tại thêm nhiều năm ở đây. Kính thưa các đồng chí, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và quần đảo Trường Sa sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặt ra nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo với những yêu cầu mới. Song quân và dân huyện đảo Trường Sa xin hứa, một là thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm chính trị của cán bộ chiến sĩ, xây dựng từng đảo và toàn quần đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, luôn là điểm sáng về văn hóa quân sự của cả nước. Hai là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được niềm tin và tư dựa vững chắc của nhân dân, xây dựng các tổ chức vững mạnh, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, cán bộ chiến sĩ trên dưới một lòng, quân với dân một ý chí, tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân. Ba là tập trung nâng cao khả năng quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững hòa bình ổn định trên vùng biển được đảm nhiệm, nêu cao cảnh giác, thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bốn là tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nghị quyết của Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển biển, bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là nghị quyết quyết chính của Bộ Chính trị đẩy mạnh xây dựng và phát triển biển đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện tốt chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tôi đã được đến đảo Sinh Tồn và ở đây là cái bệnh xá của đảo để chăm sóc cho các bộ chiến sĩ và bà con cư dân ở đây. Ừ.
xã đảo Sinh Tồn là một trong ba xã thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo có các hộ dân sinh sống. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều công trình dân sinh trên đảo đã được đầu tư xây dựng. Chùa, nhà văn hóa, nhà ở, nơi làm việc, âu tàu, các công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng khang trang, vững chắc hơn. Đặc biệt, đảo được đầu tư xây dựng hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hệ thống điện thoại Viettel, nhà kính trồng rau, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt học tập, công tác, đưa quân và dân trên đảo về gần đất liền hơn nữa. Trên cát trắng, gió thổi phi vũ như khúc nhạc ơi.